Quỳnh Cun bất ngờ đăng ảnh cưới cùng bắt đầu mới của Táo Quân, hóa ra đây là nửa kia. Quỳnh Cun đang thu hút sự chú ý lớn từ công chúng khi tái xuất trên màn ảnh nhỏ trong bộ phim Chúng Ta của 8 năm sau. Với vai diễn Nguyệt, nữ diễn viên đã gây ấn tượng mạnh mẽ bằng khả năng diễn xuất xuất sắc, đặc biệt là trong những tình tiết căng thẳng khi nhân vật phát hiện mối quan hệ ngoại tình của Tùng do Bê Trần thủ vai với cô hàng xóm. Mới đây, Quỳnh Cun đã gây sốt trên trang cá nhân khi đăng tải một bức ảnh cùng nam diễn viên Nguyễn Hà Trung, Trung Rùi, người từng thay Công Lý hóa thân thành Bắc Đẩu ở Táo Quân 2022. Sự xuất hiện của hai người cùng nhau đã khiến khán giả xôn xao và đặt nhiều dấu hỏi về mối quan hệ giữa họ. Trên trang cá nhân của mình, Trung Rùi cũng không ngần ngại chia sẻ hình ảnh chụp cùng Quỳnh Cun, đồng thời tiết lộ về việc cả hai sẽ tham gia Táo Quân 2024. Điều này đã tạo thêm sự hứng thú và mong chờ từ phía khán giả về một sự kết hợp mới mẻ và đầy sáng tạo. Mặc dù từng gây tranh cãi về diễn xuất, nhưng không thể phủ nhận sự tiến bộ và nỗ lực của cô trong hành trình nghệ thuật. Việc cô giành giải Cánh Diều Vàng cho vai diễn Hạnh trong Đừng Làm Mẹ Cáu cũng là một minh chứng cho sự nỗ lực và tài năng của Quỳnh Cun trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Việt News để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.